Có 500 năm như thế. Bản sắc Quảng Nam và đằng trong từ góc nhìn phân kỳ lịch sử. Tác giả Hồ Trung Tú. Người đọc Hòa Thiện. Thực hiện bởi vietsu.org năm 2022. B. Phần tổng luận. Hai La Mã, dân Kinh Cựu. Rất ngẫu nhiên trong Đại Lam Thực Lục năm 1835, chúng tôi bắt gặp một chi tiết vô cùng lý thú nói về những người Việt vào sớm ở lại với người Tràm như sau. Tương truyền xưa kia nhà Trần gả con gái cho vua Chiêm Thành, hơn 10 người thân thuộc đi theo, về sau lấy người Chiêm Thành sinh con đẻ cháu đời đời ở đây. Lại nữa, đầu bản triều ta tức Nguyễn Hoàng khi đánh lấy được Chiêm Thành, phái lính kinh đến đồn thú đất ấy, giả hoặc có người ở lại không về, sau khi lấy vợ Chiêm Thành sinh con cháu đều gọi là dân Kinh Cựu. Chi tiết này cho thấy các sử quan thời Minh Mạng đã dùng khái niệm dân Kinh Cựu để chỉ những người Việt vào sớm ở hòa lẫn với người Tràm lâu đời từ thời Huyền Trân 1306 kéo dài đến thời Chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần sai quân đánh lấy Phan Rang năm 1653. Lúc này 1835, khái niệm dân Kinh Cựu hẳn còn sử dụng đâu đó trong đời sống. Đây có thể là trường hợp sử dụng đến cụm từ này lần cuối cùng và có thể là duy nhất trong lịch sử. Theo chúng tôi, với những phân tích sau, chúng ta sẽ thấy cụm từ dân Kinh Cựu sẽ chủ yếu dành cho những người Kinh vào Nam từ trước 1471, chứ đến những năm Chúa Nguyễn Phúc Tần đánh lấy Phan Rang thì có lẽ những người này không giữ vai trò gì lớn. Vị sử quan chép câu này cũng hoàn toàn dựa theo truyền thuyết, chứ thực tế tiếp nghĩ chỉ 10 người thì khó mà tạo nên được điều gì khả dĩ, ngoại trừ họ ở nơi hoang đảo. Cho dầu đúng như vậy đi chăng nữa, số người Việt theo Huyền Trân chỉ đúng 10 người, thì đến 1402, nhà Hồ đã tổ chức cho hàng ngàn người vào Thăng Hóa, Tư Nghĩa. Đến năm 1471 hoặc 1602, với những làn sóng di dân sau này thì họ, những người vào từ thời nhà Hồ đó, cũng đã trở thành dân Kinh Cựu. Vì vậy, nếu nói như vị sử quan nọ, dân Kinh Cựu là từ 10 người tới Huyền Trân, lấy người Chiêm Thành sinh con đẻ cháu đời đời ở đây là không thỏa đáng. Mặc dù vậy, cũng xin biết ơn vị sử quan nọ vì ông đã kịp lưu giữ lại một tên gọi mà nếu chúng ta hoàn toàn mất đi một thuật ngữ. Mà qua đó như phản ánh cả một giai đoạn lịch sử lâu dài và cũng nhiều thăng trầm, chứa giấu bên trong ba số phận hầu như bị lãng quên của lịch sử dân tộc. Nói những người Việt vào sớm này, Lý Tử Tấn trong sách Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi 1435 cũng có một cách mô tả khá ấn tượng như sau. Vùng này nhiễm tục cũ của người Chiêm, tính hung hãn, quen khổ sở, chiều trước nhà Trần dùng họ để ngừa người Chiêm. Ghi chép này của Lý Tử Tấn, mặc dù câu chữ có phần miệt thị, nhưng vẫn cho ta thấy vai trò không hề nhỏ của dân Kinh Cựu, tức những người Việt ở lại. Và đây đó ta lại thấy số phận long đong và cả lỗi hung phế, thịnh suy của những người Việt vào sớm, ở lại cùng với những người Tràm này. Khi nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần, thì số phận những người thân họ Trần ở lại được phản ánh trong Phan Tộc Phổ Chí. Đến khi nghe viên tướng họ Hồ rời đổi ngôi nhà Trần, tiên công gọi hai con về nói, hai con là cháu ngoại nhà Trần đã bị suy yếu, rời đổi, hai con ắt nguy, hãy sớm lo liệu cách nào để khỏi gặp họa. Ông con trai thứ thâu hết giấy tờ sổ sách đến yết kiến quan nhà Hồ, nói dối là chào mừng chính quyền mới và vâng lĩnh công việc triều Hồ để tránh hiểm nghi. Viên quan nhà Hồ thiết đãi yến tiệc rồi giao cho ông nhận số, lưu dân giao chỉ, tha dòng tôn thất nhà Trần, dân phản nhà Ngô, tức người Hoa lưu dân, chia các trại để khẩn ruộng. Ông nghĩ đến tộc Trần là họ mẹ, ông bằng lòng nhận lời, về xuất lúa trong kho, cho làm nhà để ở, mỗi bếp cấp 5-7 mẫu ruộng để quản nghiệp. Hết trích. Năm 1407, Sử Ký Toàn Thư chép, trích: đến khi Chiêm Thành cất quân thu lại đất cũ, dân di cư sợ chạy tan cả, và điều vô cùng lý thú là
Cùng những sự kiện này ta lại thấy trong gia phả tộc Phan là Đà Sơn, Đà Ly, Trích. Khi nhà Minh đánh bại nhà Hồ, đem đất Chiêm Động Cổ Lũy trả lại cho Chiêm Thành, thì người Việt do họ Hồ điều vào, nay lại chạy ra Hóa Châu, ngoại ô thành phố Huế nay. Ông Phan Công Nhân vẫn khôn khéo xử trí để đảm bảo cho người Việt được an toàn. Hết Trích. Lần dùng khái niệm dân kinh cựu trong Đại Nam Thực Lục này có thể là lần cuối cùng tên gọi này được dùng đến. Sau này không thấy dùng đến nữa và cũng không có cơ hội dùng đến nữa. Trong khi trước đó, trong nhiều trăm năm, tên gọi này hẳn được dùng, được nhắc đến thường xuyên. Vào giai đoạn trước 1471, chắc chắn những người thuộc dân kinh cựu này là một lực lượng quan trọng không chỉ góp phần vào các cuộc tiến đánh của Đại Việt, mà còn là lực lượng quan trọng trong việc hỗ trợ những nhóm người di dân đến sau, bảo vệ, bao che cho người Việt mới vào một khi quân Chiêm Thành chiếm lại đất hoặc bài xích, xua đuổi, truy đuổi. Và quan trọng nhất, chính họ là người đã tạo ra và gieo mầm cho một phương ngữ mới hình thành và tồn tại trên nửa nước, phương ngữ Ba. Và còn hơn thế, chính họ, những người nhiễm tục cũ của người Chiêm, tính hung hãn, quen khổ sở, đã tạo nên một cả một vùng văn hóa với những nét bản sắc độc đáo nhưng chưa được hiểu thấu đáo. Thực sự chúng tôi đã rất vui khi như là lần đầu tiên tìm thấy hẳn một tên gọi riêng để nói về những người tiên phong văn hóa này. Nếu cân nhắc thật chính xác thì vai trò của họ là vô cùng quan trọng trong thời kỳ 1307 đến 1471, thời gian dài cũng gần như sự chia cắt của Lũy Trường Dục. Thế nhưng, đó thực sự là những năm tháng quan trọng để hình thành nên bản sắc Quảng Nam nói riêng, Nam Trung Bộ nói chung, và lớn hơn nữa là xứ Đàng Trong, góp phần không nhỏ trong việc hình thành bản sắc Việt Nam hôm nay. Ba La Mã, về trường hợp chủ sự Văn Phong. Sự kiện quan trọng nhất để có thể hình dung nên phần nào số phận những người Chàm ở lại trên đất Quảng Nam Đà Nẵng ngày nay trong giai đoạn dưới thời các chúa Nguyễn mà chúng tôi có được, đó là một chi tiết trong gia phả tộc Phan làng Đà Sơn, Đà Ly, hiện thuộc phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Đời thứ bảy, thứ sử quan Phan Công Hiến cùng vợ là Nguyễn Phước Bình hạ sanh 11 người con trai. Thời chúa Nguyễn đánh Chân Lạp, đến ông hỏi kế, ông hứa cho 5 người con tổng quân, từ người con đầu đến người con thứ 5. Đến khi Bình được Chân Lạp, 5 người con cùng ở lại dạy dân Chân Lạp văn hóa và canh nông. Nay con cháu phái này đều ở trong Nam. Vì Phan tộc phổ chí không ghi rõ sự kiện ấy xảy ra năm nào, nên chúng ta hãy thử xem xét xem có thể tìm thấy điều gì trong cái sự kiện khá nhạy cảm này. Tại sao chú Nguyễn lại đến một tộc họ người Chàm như tộc Phan Đà Sơn để hỏi kế đi đánh Chân Lạp? Phải chăng đã đến đời thứ 8, thứ 9 rồi, con trai đã có thể cùng quân đi đánh Chân Lạp, cũng có nghĩa là con cháu đã có chỉ ít là đời thứ 8, thứ 9, tộc Phan Đà Sơn vẫn giữ nguyên bản sắc dân tộc Chàm của mình, và tại sao đã đi đánh Chân Lạp? Các chú Nguyễn nhiều lần đi đánh Chân Lạp những năm 1672, 1685, 1690, 1698, 1756, 1757, lần sớm nhất là 1672. Liệu sự kiện ông Phan Công Hiến thuộc đời thứ 7 có khớp vào sự kiện này? Và tại sao mà cả 5 người con ấy đều ở lại không về? Nếu Phan Công Thiên mất năm 1405, ta lại tạm lấy năm 1400 để tính cho đời thứ nhất, sự kiện các con ông Phan Công Hiến đời thứ 7 đã đến tuổi tòng quân, như vậy thế hệ ta tính là đời thứ 8, sắp xỉ hơn 200 năm. Có thể tính là đời thứ 9, vì 5 người con tòng quân thì tuổi của người con cả và người con út có khi sắp xỉ một thế hệ, trung bình 25 năm một thế hệ. Ta có năm xảy ra sự kiện chúa đến hỏi kế đi đánh Chân Lạp ấy là sau khoảng 1600 và trước 1620 năm. Và các năm này thì vấn đề đi đánh Chân Lạp hoàn toàn chưa đặt ra, đơn giản là vì năm 1611 chúa Nguyễn mới thu phục đất Phú Yên, và hoàn toàn chẳng có lý do gì để chúa Nguyễn đến tộc Phan Đà Sơn để hỏi chuyện đi đánh Chân Lạp. Tộc Phan có kinh nghiệm hiểu biết gì về Chân Lạp ư? Không, chúng tôi nghĩ rằng đó chính là Chiêm Thành chứ không phải Chân Lạp. Chỉ vì một sự nhạy cảm nào đó mà Phan tộc Phổ Chí chép lệch đi như vậy chăng? Trong Phan tộc Phổ Chí, vào đời thứ 5, ông Phan Công Giáo có xảy ra sự kiện Trích.
thời vua Lê phong tiên chúa họ Nguyễn và trấn thủ hai xứ Ô Châu. Tiên chúa hành hạt đi qua điện bàn hỏi chuyện xưa. Ông Phan Công Giáo đem sự tích giấy tờ của liệt vị tiên công tộc Phan ta ra trình bày. Chú tiên họ Nguyễn tâu về vua Lê. Vua Lê phong cho tiên công ta là Hữu Dực Thánh Thành Hoàn. Hết trích. Nguyễn Hoàng và trấn thủ Thuận Hóa từ 1558 đặt dinh tại Ái Tử, Quảng Trị ngày nay, sau khi Bùi Tà Hán chết, rồi sau đó tổng trấn Nguyễn, sau đó tổng trấn Nguyễn Bá Quỳnh được rút về Bắc. Nguyễn Hoàng được kiêm lãnh hai xứ Thuận Hóa, Quảng Nam, tức đến hết Bình Định định nay. Mãi đến 1602, ông mới lần đầu bước qua đèo Hải Vân để vào điện bàn. Trên đường chắc đã ghé vào Đà Sơn nên mới có những dòng ghi chép trên. Vậy nếu đời thứ năm đã khá lớn tuổi, con cháu có thể có đời 67, rơi vào sự kiện 1602 thì đời thứ 7 với sự kiện chú Nguyễn đến hỏi kế đi đánh chân Lạp chắc chắn phải sau 1602, nhưng chắc chắn không thể là 1672 lần đi đánh chân Lạp đầu tiên được. Và sự kiện quan trọng nhất có nhiều khả năng đã khiến chú tiên Nguyễn Hoàng phải thân chinh đến nhà phủ tộc Phan Đà Sơn để hỏi kế đi đánh chân Lạp, đó chính là sự kiện vào năm Tân Hợi 1611. Chú sai chủ sự là Văn Phong, không rõ họ, đem quân đi đánh lấy đất Phú Yên. Kể từ 1471 thì đất Bình Định nay đã thuộc về Đại Việt, thế nhưng vùng đất bên kia đèo Cù Mông vẫn thuộc Chiêm Thành. Họ nhiều lần quấy phá biên giới, các ghi chép trong phủ tập Quảng Nam ký sự cũng cho thấy Bùi Tà Hán rất quan tâm đến đời sống dân cư vùng biên giới này. Nhân chuyện quân Chiêm Thành xâm lấn biên giới, chú tiên Nguyễn Hoàng mới quyết định lấy đất này. Nguyên văn Đại Lam Thực Lục viết: Trích Tân Hợi năm thứ 54, 1611, bắt đầu đặt phủ Phú Yên. Bấy giờ quân Chiêm Thành xâm lấn biên giới, chú sai chủ sự là Văn Phong, không rõ họ, đem quân đi đánh lấy được đất ấy, bèn đặt là một phủ cho hai huyện là Đồng Xuân và Tuy Hòa lệ thuộc vào, nhân sai Văn Phong làm lưu thủ đất ấy, Phú Yên. Hết trích. Tại sao một sự kiện lớn đến vậy, lấy một vùng đất khá quan trọng và khá rộng lớn về cho xứ Đàng Trong, bước nam tiến đầu tiên của các chú Nguyễn mở màn cho những bước tiến dài về phương Nam, mà người cầm quân có công lớn nhất ấy lại không được sử sách ghi chép đầy đủ tên họ? Các tư liệu ở Phú Yên cũng không hề biết đến nhân vật như khai quốc công thần này. Tại sao vậy? Thì ra là 18 năm sau, vào năm Kỷ Tỵ 1629, Trích Văn Phong ở đất Phú Yên dùng quân Chiêm Thành để làm phản, chúa sai phó tướng Nguyễn Phúc Vinh đi đánh dẹp Yên và đổi Phú Yên làm dinh trấn biên. Mở ngoặc, khi mới mở mang những nơi địa đầu biên giới đều gọi là đất trấn biên như Biên Hòa sau này. Vì có công ấy, đặc biệt cho Nguyễn Phúc Vinh dùng ấn son. Hết trích. Đọc những dòng ghi chép này, ta thấy các nhà chép sử đã thật bất công với Văn Phong. Khi Văn Phong cổng quân đi lấy đất ấy thì người họ gì cũng không được chép, khi còn Nguyễn Phúc Vinh chỉ đi dẹp loạn thôi mà được gọi là tướng, cho dùng ấn son. Ngay việc ưu ái với Nguyễn Phúc Vinh như vậy cho thấy chú Nguyễn đánh giá rất cao vùng đất mới thâu vào Phú Yên. Trước đó là Lương Văn Chính, vì có công chiêu tập dân siêu tán khai khẩn đất Phú Yên mà khi chết được tặng quận công phong phúc thần. Riêng Văn Phong vì cấu kết với Chiêm Thành làm phản mà bị xóa họ và mất đi sự kính trọng của lịch sử. Liệu có thể nối các dòng thuộc đời thứ 8 trong gia phả tộc Phan làng Đà Sơn ấy và sự kiện Văn Phong trong Đại Nam Thực Lục? Phải chăng người chép gia phả tộc Phan biết rõ là chú Nguyễn đến hỏi kế đi đánh Chiêm Thành nhưng phải buộc lòng mà ghi thành đi đánh chân Lạp? Phải chăng tử tôn đồng phái Viễn Du Nam Trung? Nguyên văn trong Phan tộc Phổ Chí nghĩa là hiện nay con cháu 5 người này đều ở trong Nam, chính là chỉ sự kiện Văn Phong ở lại đất Phú Yên. Một chi tiết đặc biệt đáng chú ý, Phan Công Hiến có đến 11 người con trai, nhưng chỉ có một con trai được ghi vào gia phả là Phan Văn Sử. Chuyện gì xảy ra khiến 10 con trai không được ghi vào gia phả của tộc họ? Họ đã phạm một tội gì chăng? Chính tên lót của Văn Sử cũng cho phép ta hiểu Phan Công Hiến đã lấy chữ Văn làm tên lót cho các con mình, chứ không chỉ là Phan Công như các thế hệ trước. Trở lại chức danh chủ sự của Văn Phong, theo sách Ô Châu Cận Lục trong mục Quan Chế thì chủ sự là một chức quan thuộc Hiến Ti. Theo Sử Ký Toàn Thư năm 1471,
Sau khi lập Thừa Tuyên Quảng Nam và Vệ Thăng Hoa, Lễ Thánh Tông cho đặt ba ti ở Quảng Nam, đó là Đô Ti, Thừa Ti và Hiến Ti. Chức năng nhiệm vụ của Hiến Ti được quy định rõ trong Sử Ký Toàn Thư. Hiến Sát Sứ và Hiến Sát Phó Sứ, hai chức quan phụ trách Hiến Ti theo Ô Châu Cận Lục, chuyên giữ chức vụ tâu bày xét hỏi, tâu hặc khám xét, xét kiện hội đồng, đối chiếu soát lại, xét công tội đi tuần hành cả thảy 32 điều. Theo lực triều hiến chương loại trí của Phan Huy Chú thì chủ sự là thuộc quan của bộ lại, tòng hàng bát phẩm. Như vậy, chức chủ sự là một thuộc quan phụ trách một phần việc chuyên ngành, có thể công tác ở nhiều ngành khác nhau. Riêng trong trường hợp Văn Phong qua Ô Châu Cận Lục và Sử Ký Toàn Thư thì ông làm ở Hiến Ti và lo các việc cần giống như là cảnh sát nội vụ công an ngày nay. Tại sao việc đi đánh Chiêm Thành mở mang đất đai quan trọng đến vậy mà Chúa Tiên lại giao cho một người không thuộc vào hàng quan tướng biên chế chính thức của quân đội triều đình mà lại giao cho một viên quan chuyên lo các việc như xét hỏi, tâu hặc, khám xét, công tội? Liệu đó có phải là một chủ sự chuyên trách về vấn đề người Chiêm Thành vốn luôn ẩn chứa nhiều bất ổn trong đời sống xã hội? Phải chăng những dòng trong Phan tộc Phổ Trị ấy là chính xác có quan hệ với sự kiện này? Có thể tất cả chỉ là những suy đoán, chúng ta không có đủ cứ liệu chắc chắn nào để khẳng định bất cứ điều gì. Tuy vậy, cả hai sự kiện, một trong Phan tộc Phổ Trí, một trong Đại Lam Thực Lục, đều cho ta biết rằng người Chàm trên đất Đà Nẵng vào đầu thế kỷ thứ 17 vẫn còn lưu giữ hầu như nguyên vẹn bản sắc văn hóa, lối sống cũng như ý thức dân tộc mình. Liệu chăng lúc này, đầu thế kỷ thứ 17, họ có còn nói tiếng Chàm? Theo chúng tôi, sự kiện Chúa Tiên Nguyễn Hoàng đích thân đến hỏi trưởng lão tộc Phan làng Đà Sơn kế sách đi đánh Chiêm Thành cho phép ta nghĩ rằng tộc Phan làng Đà Sơn lúc này vẫn còn có quan hệ mật thiết với người Chàm độc lập vùng Phú Yên, và vì thế họ phải nói tiếng Chàm gần như nguyên vẹn. Dương Văn An bảo người làng La Giang còn nói tiếng Chiêm. Liệu chăng hiện tượng như vậy vẫn khá phổ biến chứ không phải đơn lẻ chỉ có làng La Giang hoặc Đà Sơn? Sự thật là đến giai đoạn này, đầu thế kỷ thứ 18, các sử liệu về người Chàm trên đất Quảng Nam không còn mô tả trực diện, phân biệt rõ ràng ai là Chàm, ai Việt nữa, mà thường xem xã hội Quảng Nam lúc ấy như một khối thống nhất, ngoại trừ trường hợp Litana phát hiện trong Hạ Môn Chí. Dân địa phương ở đây, đằng trong, sống lẫn lộn với người Man. Cái cộng đồng đa sắc tộc ấy hòa lẫn đến độ trong ngôn ngữ nói của người dân tỉnh Quảng Nam còn được gọi là tỉnh kẻ Chàm. Điều này mặc dù không thấy trong Sử Ký Toàn Thư hay các văn bản chính thống khác nói đến,